Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đẹp Cùng Sao. Trong những ngày đầu xuân năm mới Giáp Ngọ 2014, chương trình Đẹp Cùng Sao xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị một vị khách mời mà suốt 25 năm ca hát của chị. Người ta nhắc đến chị không chỉ bởi vẻ đẹp trời phú, đầy mặn mà, đầy quyến rũ, mà còn là một giọng hát đầy cháy bỏng. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Xin chào chị Thanh Lam. Nhắc đến chị Thanh Lam thì người ta nhắc đến một vẻ đẹp dữ dội với những thăng trầm của đời thường và những thăng trầm của nghệ thuật. Nhưng mà ngày hôm nay, Linh Chi gặp chị là một vẻ đẹp với một đôi mắt, với một nụ cười vẫn đầy trong trẻo, tươi mới và đầy quyến rũ. Chị có thể chia sẻ bí quyết làm sao có thể giữ được một cái vẻ quyến rũ đi cùng với năm tháng như vậy được không thưa chị? Thanh Lam nghĩ rằng đó là một cái chặng đường sống và khát vọng thực hiện những cái ước mơ sáng tạo trong nghệ thuật. Lam nghĩ rằng là người phụ nữ mà luôn luôn khao khát được đóng góp, khao khát được cháy hết mình trong nghệ thuật, nó cũng là một phần giúp cho cái vẻ bên ngoài mà Lam cảm thấy rằng là nó có một cái gì đấy rất là bền bỉ. Và nhắc đến nghệ thuật thì không thể thiếu Thanh Lam, nhắc đến Thanh Lam thì cũng không thể thiếu nghệ thuật, và nhắc đến chị chính là một giọng hát vô cùng cháy bỏng. Bản thân Linh Chi thì nghĩ rằng trở thành một ca sĩ thì thực sự là không khó, nhưng là một ca sĩ có chất riêng thì là vô cùng khó. Nhưng Thanh Lam có chất riêng. Vậy theo chị nghĩ rằng giọng hát của chị, chất riêng của chị có làm nên vẻ đẹp của Thanh Lam của ngày hôm nay không? Thanh Lam nghĩ rằng là thật ra để xuôi theo cái dòng thị trường mà chúng ta đã có rất là nhiều ca sĩ để tìm được một chỗ đứng trong lòng công chúng, Thanh Lam nghĩ rằng đó là một cái điều rất là khó của bản thân. Và Lam nghĩ rằng là trong đó có cả sự may mắn nữa. Sự may mắn, sự khổ luyện, và nó là tố chất cá nhân nữa, đúng không chị? Và Linh Chi nghĩ rằng là chị quên một điều, đó chính là cái sự đam mê. Và Linh Chi nghĩ rằng là một người phụ nữ có đam mê, họ có cái sức quyến rũ lạ kỳ hơn những người phụ nữ không có đam mê. Chị thấy rằng là cái sự đam mê nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong vẻ đẹp của chị? Thật ra cái đam mê thì dễ lắm, nhưng cái khao khát để mà thực hiện được cái đam mê của mình thì điều đấy là khó. Lam nghĩ rằng là cái khao khát nó chứa đựng trong đấy cả sự nỗ lực, cả sự đam mê, cả sự bền bỉ, khao khát được cống hiến, khao khát được trở thành một con người có ích cho chính mình và cho xã hội. Chúng ta biết đến Thanh Lam thì không chỉ là Thanh Lam của trên sân khấu mà còn là một Thanh Lam của đời thường nữa. Chị đã có nói một câu như thế này nhưng chị xin được trích dẫn nhé. Thanh Lam có lần nhận xét về mình như sau: Thanh Lam là người đàn bà hát, là người đàn bà yêu và là người đàn bà dám dâng hiến và sống trung thực giản dị đúng như mình có. Vậy chị nghĩ rằng phong cách sống của chị nó như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào tới cái việc chị chăm sóc vẻ đẹp của mình, chăm sóc giọng hát của mình? Thanh Lam nghĩ rằng là Lam luôn là một người sống trung thực với chính mình. Lam nghĩ rằng là trong cuộc sống chúng ta càng sống giản dị trong cuộc sống cũng như là trong tâm hồn của mình thì ta sẽ có một cái cuộc sống có giá trị đích thực của nó. Chị nói rằng là chúng ta phải sống trung thực với bản thân mình. Và người phụ nữ nào cũng thế, đôi khi họ muốn nói dối bản thân mình về cái thời điểm, cái độ tuổi của mình. Nhưng mà thực tế đúng không ạ? Vậy chị Thanh Lam nên chị muốn hỏi chị rằng chị nghĩ như thế nào về người phụ nữ ở cái thời kỳ độ tuổi 35 đến 40 tuổi? Thanh Lam nghĩ rằng là mỗi một cái lứa tuổi nếu ta cháy hết mình với nó thì ta đều có cái tận hưởng của nó, cái giá trị của nó. Ở cái tuổi trẻ thì ta có cái vẻ đẹp nó hừng hực, cái vẻ đẹp nó ngây thơ trong sáng. Nhưng đến tuổi 30-35 thì ta lại có vẻ đẹp của trí tuệ. 35-40 ta lại có cái vẻ đẹp của sự kiêu hãnh. Với một thời gian với với sự nỗ lực và thành quả của mình thì Lam nghĩ rằng là nếu chúng ta sống hết lòng với từng cái thời điểm của cuộc sống thì mỗi một thời điểm nó đều có cái vẻ đẹp nhất định của nó. Vậy thì vào thời điểm 35-40, chị có kỷ niệm nào? Và Linh Chi cũng tò mò muốn biết rằng một người phụ nữ đẹp và thành công như Thanh Lam liệu có bao giờ băn khoăn với cái độ tuổi đấy của mình không? Thanh Lam nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều người bạn gái đồng trang lứa với mình thì các bạn rất là lo lắng. Lo lắng là làm sao ta có thể dừng lại thời gian, chống lại thời gian. Như thật Lam thì Lam nghĩ rằng là mỗi một cái thời điểm nếu chúng ta sống lành mạnh, chúng ta sống khỏe mạnh trong sáng thì chúng ta sẽ được tận hưởng cái cuộc sống của mình, và với một cái sự văn minh,
thì chúng ta sẽ bảo tồn cũng như là duy trì được cái nhan sắc của mình, cái vẻ đẹp bên ngoài, và nâng cao được cái tri thức ở bên trong, thì nó sẽ tạo ra một cái vẻ đẹp đúng như là cái lứa tuổi của mình. Vâng, tức là một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ mà nhìn góc nào cũng phải đẹp, đúng không ạ? Nhìn tức là một phụ nữ đa chiều, đẹp từ tâm hồn, đẹp từ trí tuệ và cả hình thức bên ngoài nữa. Vậy thì ngày hôm nay là một dịp đầu năm và cũng là một dịp hiếm hoi mà Linh Chi được gặp trực tiếp chị Thanh Lam. Và Linh Chi muốn hỏi rằng là chị Thanh Lam có bí quyết nào để chăm sóc cho vẻ đẹp của mình, vóc dáng của mình? Chị có thể chia sẻ những bí quyết chung chung của chị như thế nào đó về cái việc chăm sóc vẻ đẹp của mình được không? Thanh Lam nghĩ rằng là bây giờ thì nó rất có nhiều những cái phương tiện để giúp cho người phụ nữ duy trì được nhan sắc. Thí dụ như chúng ta có thể đến những spa, bây giờ cũng có rất là nhiều những cái máy móc tân tiến có thể giúp chúng ta bảo vệ làn da cũng như là bảo vệ cái vóc dáng của mình. Ngoài đó thì chúng ta sống khỏe mạnh, tập thể thao và chế độ ăn uống cũng giúp rất là nhiều. Và Lam nghĩ rằng là cái người phụ nữ thông minh thì họ luôn chọn những cái phương án mà tốt nhất cho mình để bảo tồn cái vẻ đẹp. Và một người phụ nữ ấy, mà Linh Chi thì nghĩ rằng là một người phụ nữ nếu biết để đoán được là được đoán được số tuổi này, đoán được là trẻ hay là không trẻ, thì nhìn 60% là sẽ nhìn qua làn da. Nhưng thực sự ngày hôm nay Linh Chi thì ở lứa tuổi 25 thôi, nhưng mà nhìn chị Thanh Lam thì Linh Chi ghen tị quá, bởi vì da chị rất là đẹp, làn da nó vẫn rất là sáng và rất là dùng từ như thế nào để miêu tả làn da của chị bây giờ nhỉ? Rất là đẹp và rất là không tì vết. Vậy thì Linh Chi xin được hỏi riêng về làn da của chị Thanh Lam thôi, đó là chị có chăm sóc da của mình cách đặc biệt như thế nào không? Lam cũng có rất là nhiều cái cách để bảo vệ cái làn da của mình. Lam nghĩ trước tiên là với một cái thời gian dài chúng ta phải cái chế độ ăn uống rất là quan trọng. Chúng ta cũng có nhiều cái loại thuốc uống để mà giúp cho cái làn da của mình tốt. Chị ăn uống như thế nào để làn da của chị luôn khỏe và đẹp như vậy? Lam nghĩ rằng là thật ra thì mọi người cũng có nhiều người họ ăn kiêng rất là nhiều, nhưng mà thật ra thì Lam lại thích ăn cay này, thích ăn những cái đồ có nhiều da giảm. Lam nghĩ rằng là thật ra thì Thanh Lam thấy rằng là uống trái cây và chúng ta ăn nhiều rau xanh cũng rất là tốt cho làn da. Vâng, tức là bổ sung nhiều chất khoáng và chất vitamin cho làn da, đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ như là một cuộc sống quá là bận rộn như vậy thì cái việc mà thường xuyên để ăn những cái thực phẩm nhiều vitamin rồi nhiều chất khoáng có vẻ có hơi khó với chị không? Vì chị bận rộn như vậy mà, thì chị có cần phải dùng đến những cái biện pháp hay những cái loại thuốc từ thiên nhiên, những cái thảo dược từ thiên nhiên để hỗ trợ cho làn da của mình không chị? Lam nghĩ rằng là nếu như chúng ta gọi là tóm tắt được cái thời gian của mình qua những cái công nghệ mà của xã hội tân tiến, đó là có những viên thuốc mà uống để hỗ trợ, thì Lam nghĩ rằng là rất là quan trọng, mình có thể tiết kiệm được thời gian. Phụ nữ ở mỗi tuổi có một vẻ đẹp khác nhau, nên chúng ta phải trung thực với bản thân mình, đúng không chị? Đó là thời gian trôi qua thì không thể cưỡng lại à? Suy giảm và chúng ta cũng không thể chống lại thời gian được. Vậy chúng ta chỉ cưỡng lại thôi. Vậy thì đối với chị Thanh Lam, một người bận rộn như vậy, thì chị có bao giờ nghe những người bạn của chị hay bản thân chị nhá, là có bao giờ chị có những cái sử dụng những cái thảo dược từ thiên nhiên để giúp mình làm đẹp một cách nhanh gọn và một cách rất là khỏe mạnh không? Thanh Lam nghĩ rằng là với một cái cuộc sống rất là bận rộn và chúng ta không có nhiều thời gian, thì nếu như mà chúng ta được biết đến những cái thảo dược từ thiên nhiên để mà sử dụng để cân bằng hormone và để bảo vệ cái vẻ đẹp của mình, để bảo tồn nó, thì Lam nghĩ rằng là Thanh Lam cũng sẽ thử. Thế chị đã bao giờ nghe thấy ai đấy chia sẻ với chị, hay những người bạn của chị chia sẻ với chị về bất kỳ một cái sản phẩm, một cái thảo dược nào đấy thật là đơn giản và hiệu quả không chị? Thanh Lam cũng nghe các bạn cũng dùng thử rất là nhiều cái sản phẩm mà đặc biệt là được làm từ thiên nhiên, hình như là từ đậu nành đúng không? Vâng. Đấy thì là cũng rất là tốt cho phụ nữ để mà chống lại thời gian. Quý vị và các bạn biết không, trong mầm đậu nành có chứa rất nhiều estrogen. Nếu mà nói đến vai trò của nội tiết tố estrogen đối với phụ nữ thì là một cái vai trò vô cùng nhiều, giúp phụ nữ có một làn da đẹp, một vóc dáng cân đối, tạo nên chu kỳ kinh nguyệt cũng như là tạo nên những cái thiên chức làm mẹ cho người phụ nữ. Và đặc biệt là nội tiết tố nữ estrogen còn giúp làm hài hòa đời sống vợ chồng. Đặc biệt đối với những người phụ nữ bước vào lứa tuổi 35 đến 40 thì thời
thời gian thì tỷ lệ thuận đối với sự suy giảm tiết tố nữ ở người phụ nữ, đặc biệt là tiết tố nữ estrogen, và khi sử dụng những sản phẩm thảo dược đặc biệt là từ tinh chất mầm đậu nành sẽ giúp chị em phụ nữ tránh khỏi những tác hại ảnh hưởng đến làn da như là da bị thâm, bị nám, bị tàn nhang hay là những vần da sạm màu. Còn bây giờ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm thảo dược làm từ mầm đậu nành, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi đoạn phóng sự sau đây của chúng tôi. 40 tuổi được coi là mốc quan trọng đánh dấu sự xuống dốc về sức khỏe cũng như sắc xuân của người phụ nữ. Các bộ phận trong cơ thể đồng loạt lên tiếng và việc làm cần thiết vào lúc này là bổ sung thêm thực phẩm chức năng bên cạnh chế độ ăn uống và luyện tập thể dục đều đặn. Tuy nhiên, bổ sung loại thực phẩm chức năng nào mới là quan trọng và cần thiết? Muốn có câu trả lời chính xác thì phải xuất phát từ chính vấn đề mà người phụ nữ gặp phải trong giai đoạn này. Từ sau 40 tuổi, lượng estrogen hay còn gọi là nội tiết tố nữ trong cơ thể của người phụ nữ bị thiếu hụt. Đây chính là nguyên nhân gây ra mọi vấn đề trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh mà mọi người phụ nữ phải đối mặt. Nào là đau đầu, cáu gắt, giảm trí nhớ, kinh nguyệt không đều, khô hạn, giảm ham muốn, khiến cho người phụ nữ ăn không ngon, ngủ không yên, mất hết cả tự tin, ảnh hưởng tới cả công việc, cuộc sống lẫn hạnh phúc gia đình. Khoa học đã chứng minh thành phần isoflavone được chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành có cơ chế hoạt động và tác dụng tương tự với estrogen, được xem là estrogen thảo dược. Khi vào cơ thể, isoflavone giúp bổ sung và cân bằng lượng estrogen trong giai đoạn suy giảm estrogen của người phụ nữ. Vì thế, phụ nữ nên bổ sung lượng estrogen thảo dược có trong thực phẩm chức năng từ tinh chất mầm đậu nành. Đánh giá về việc bổ sung thực phẩm chức năng từ tinh chất mầm đậu nành để cân bằng lượng estrogen, các chuyên gia khoa học cho rằng đây là phương pháp tối ưu, không chỉ hiệu quả mà còn rất an toàn. Khi đưa lên bàn để cân đo đong đếm về lợi ích của phương pháp bổ sung estrogen thảo dược có trong thực phẩm chức năng từ tinh chất mầm đậu nành với phương pháp bổ sung estrogen tổng hợp, thuốc Tây y và thực phẩm thì sẽ thấy rõ điều này. Qua nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, estrogen thảo dược được sản xuất từ tinh chất của mầm đậu nành và đóng trong viên nang với nhãn hiệu Bảo Xuân. Hơn 90% chị em phụ nữ thấy có kết quả tốt, nghĩa là không còn trứng cá, độ chun dạ trên da mặt thay đổi, vết tàn nhang, vết nám hết, đặc biệt là việc tiết dịch đường sinh dục dưới đã tốt hơn rất nhiều, cải thiện được cái sức sống của người phụ nữ khi bước vào giai đoạn rối loạn tiền mãn kinh do thiểu năng estrogen. Với hàm lượng chỉ bằng 1 trên 1.000 buồng trứng thì isoflavone estrogen thảo dược có trong thực phẩm chức năng từ tinh chất mầm đậu nành lại có cơ chế tự đào thải nếu như dư thừa, rất an toàn do hàm lượng chỉ bằng 1 trên 1.000 buồng trứng. Như vậy, với những tác dụng diệu kỳ trên của estrogen thảo dược chứa trong thực phẩm chức năng có tinh chất từ mầm đậu nành mà các nhà nghiên cứu tìm ra, thì người phụ nữ sẽ tránh được những vấn đề muôn thuở của giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Nhờ thế, họ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống với sắc xuân vẹn tròn. Làn da và vóc dáng của người phụ nữ thì được quyết định, Linh Chi nghĩ rằng là phải đến 80% là từ nội tiết tố nữ. Bản thân Linh Chi nhé, thì Linh Chi có một chia sẻ với chị như thế này, là Linh Chi làm đẹp bằng cách là Linh Chi sử dụng rất nhiều những cái sản phẩm mà từ mầm đậu nành, chất mầm đậu nành, bởi vì nó giúp rất nhiều về tăng estrogen cho phụ nữ này, cân bằng nội tiết tố nữ. Vậy đối với chị Thanh Lan thì chị có thể chia sẻ bí quyết của chị và đặt hỏi riêng chị là chị có dùng những cái sản phẩm hay là có ăn những cái thực phẩm từ mầm đậu nành không chị? Thanh Lan thì rất là hay ăn cái món đậu phụ, ví dụ đậu phụ của Nhật Bản này, họ làm thế xong chấm gì dầu này, rồi là cái món đậu phụ mà tẩm hành, tẩm nước mắm hành rất là ngon, và đặc biệt là uống chất đậu nành. Lam nghĩ rằng là thật ra tất cả những cái sản phẩm từ đậu nành thì đều giúp cho cái làn da rất là đẹp, hình như thế, có đúng không? Dạ vâng, như vậy. Và ngay bây giờ thì Linh Chi sẽ cùng chị Thanh Lam, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút kỹ hơn về những cái sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên được làm từ mầm đậu nành chị nhé. Là nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Minh Hòa rất quan tâm tới việc chăm sóc sắc đẹp và gìn giữ sức khỏe. Sở hữu một nét đẹp sang trọng, mảnh mai và kiêu sa, nghệ sĩ ưu tú Minh Hòa được ví là người đàn bà không tuổi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nghệ sĩ ưu tú Minh Hòa thiếu đi sự quan tâm chăm sóc đến sức khỏe và nhan sắc của mình. Chị Hòa chia sẻ rằng,
vì quá bận bịu nên chị không có thời gian đi đến các salon làm đẹp. Vì thế phương pháp mà chị lựa chọn thường là những phương pháp đơn giản, hiệu quả và đặc biệt không mất nhiều thời gian. Chị thích lựa chọn những sản phẩm từ thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe và sản phẩm mà nghệ sĩ ưu tú Minh Hòa tin tưởng sử dụng chính là viên nang Bảo Xuân. Với thành phần gồm có tinh chất mầm đậu nành, xuyên khung, collagen tự nhiên, bạch thược, lô hội, thục địa, nhân sâm, đương quy là những thảo dược quý hiếm có tác dụng bổ huyết, dưỡng nhan, sinh tân dịch, hạn chế lão hóa, giảm nếp nhăn trên da, chống nám, giúp da căng đẹp mịn màng, sắc mặt hồng hào. Viên nang Bảo Xuân đã được đông đảo chị em phụ nữ sử dụng trong việc gìn giữ nét thanh xuân của mình. Nghệ sĩ ưu tú Minh Hòa quan niệm rằng, bước vào độ tuổi tứ tuần, nhan sắc người phụ nữ sẽ có rất nhiều những thay đổi. Nếu không được quan tâm, chăm sóc và bổ sung thêm những thành phần tự nhiên bị thiếu hụt, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và là nguyên nhân khiến cho phụ nữ ở độ tuổi này gặp phải những phiền toái. Nghệ sĩ ưu tú Minh Hòa tâm sự rằng, qua 4 tháng sử dụng viên nang Bảo Xuân, đến nay chị đã thấy sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe và sắc đẹp. Làn da mịn màng trắng sáng của chị đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Mái tóc cũng mềm mại và mượt mà hơn, chị thấy mình trẻ hơn. Và đó cũng là một trong những bí quyết gìn giữ nét xuân của nghệ sĩ ưu tú Minh Hòa muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Bảo Xuân, gìn giữ nét xuân. Và là một người mẹ với hai người con cũng lớn rồi, nhưng mà đến độ tuổi như thế này thì chị Thanh Lam cũng giữ được vóc dáng, Linh Chi thấy rằng rất là khỏe mạnh, săn chắc và vô cùng đẹp. Chị có thể chia sẻ cho Linh Chi bí quyết làm sao mà để giữ được vóc dáng như ngày hôm nay, tập thể dục, ăn uống hay là bí quyết gì hả chị? Lam nghĩ rằng là thật ra thì nó cũng không có cái bí quyết gì to tát cả. Lam nghĩ rằng chúng ta sống một cái cuộc sống khỏe mạnh về tâm hồn, khỏe mạnh về những cái trong sáng, và hơn nữa chúng ta tập thể thao, chúng ta duy trì cái công việc, tức là đừng bao giờ mà lười nhác cả, luôn luôn là khao khát, chăm chỉ, và đôi khi phải áp lực một chút xíu, thì là Lam nghĩ rằng là nó làm cho mình luôn luôn vận chuyển. Chính vì vậy cái nó cũng giúp cho cái vẻ đẹp ở bên ngoài cũng như là bên trong nó cùng tỏa sáng. Vâng, và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Nam rất là nhiều khi mà những ngày đầu xuân năm mới, năm Giáp Ngọ 2014 được gặp chị, được chia sẻ những bí quyết mà chị em phụ nữ chúng ta đều rất là quan tâm, đúng không ạ? Và những giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay thì chị Thanh Lam có thể gửi một vài lời chúc dành cho những khán giả truyền hình, đặc biệt là chị em phụ nữ về công việc làm đẹp được không? Thanh Lam xin được chúc những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ trong năm mới, sống vui vẻ, hạnh phúc, và đừng bao giờ dừng lại những cái hoài bão của chính mình. Happy New Year. Linh Chi cũng xin được chúc là ca sĩ Thanh Lam của chúng ta lúc nào cũng đẹp và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp như ngày hôm nay.